Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập bốn Tập 49 Xin mời mở bản kinh ra. Phần khoa chú Nguyễn Trung. Trang 62. Trang 62. Năng ư thị thập trai Nhật. Đối Phật Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tượng Tiền. Đọc thị kinh Nhất Biến đông Tây Nam Bắc Bách do tuần nội Vô chư tai nạn Đương thử cư gia Nhược trưởng nhược ấu Hiện tại vị lai Bách thiên tuế trung Vĩnh ly ác thú Chỗ này là nói Thật sự được oai lực Của chư Phật Bồ Tát gia trị Nơi mà người tu hành này Sống trong khoảng 100 do tuần theo cách nói của ấn độ xưa phạm vi của một trăm do tuần là rất lớn một do tuần là bốn mươi dặm trăm do tuần là bốn nghìn dặm như thế phạm vi này lớn biết bao tu hành ở singapore hầu như toàn bộ trung quốc đại lục đều bao gồm ở trong đó bốn nghìn dặm là có sức mạnh lớn như vậy cái gì nên biết, chân tu mới có sức mạnh này. Nếu như không phải thật làm, thì khoảng cách 40 thước cũng không thể được, chứ đừng nói 400 do tuần, đây là sự thật. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Nói thật ra, người hiện nay dễ dàng lý giải đạo lý này hơn người xưa. người xưa đọc đoạn kinh này họ có thể hiểu được có thể tin được thật sự là chúng ta không thể không khâm phục hiện căn phước đức của họ sâu dày bởi vì thời xưa không có cách gì mà giải thích cho thật tường tận được lại không thể tìm được chứng cứ hiện nay chúng ta có khoa học kỹ thuật tiến bộ dùng những phương pháp khoa học này chứng minh sẽ dễ hiểu hơn so với giới trước đây đạo lý này ở phần trước đã từng nói qua với các vị rồi hy vọng mọi người hãy tư duy cho thật kỹ đạo lý chân thật chính là nhà khoa học hiện nay của chúng ta gọi là hiện tượng của sống phần trước đã từng nói qua với các vị rồi phàm là có vật chất thì sẽ sanh ra hiện tượng sống thế nhưng tất cả sống do vật chất sinh ra sống đó của nó là ôn hòa toàn bộ vật chất chúng ta gọi là thực vật động vật sống này là rất ôn hòa rất bình thường biên độ dao động của sống không quá lớn nó ở trong phạm vi nhất định bởi vì nó vĩnh viễn duy trì ở trạng thái này Tuy trạng thái này có biến đổi Nhưng nó biến đổi rất yếu ớt Đây là chứng minh hiện tượng sống này của nó Là một loại hiện tượng bình thường Nhà khoa học hiện đại Đã nhận biết rõ ràng Hoàn toàn không có vật chất tồn tại Vật chất là gì? Vật chất thực ra là hiện tượng của sống. Sự nhận biết này thật tuyệt vời. Nó rất gần với Phật pháp nói. Phật pháp nói vũ trụ chúng sanh từ đâu mà có? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Từ vô minh mà có. Vô minh bất giác sanh tâm tế. Cảnh giới vi duyên trưởng lục thô Có thể thấy vô minh chính là hiện tượng của sống Vậy là chân thật tìm ra được đầu nguồn Của thập pháp giới y chánh trang nghiêm rồi Làm gì có tồn tại thật sự Chúng ta cảm thấy có sự tồn tại thật sự Đây là tướng tương tục của sống trong Kinh Kim Cang nói Như xương như điện chớp Xương là tướng tương tục Điện là tướng sanh diệt theo từng sát na Sát na sanh diệt Nó thật ra chính là Bớt sanh bớt diệt Sanh diệt đồng thời Hiện tượng của sống là sanh diệt đồng thời Cho nên Phật nói là bất sanh bất diệt Chúng ta phải thể hội cho được bất sanh bất diệt Không phải là chân thật Là bất sanh bất diệt Thật sự bất sanh bất diệt Thì nói bất sanh bất diệt sẽ chẳng có ý nghĩa gì Nó thật sự là sanh diệt Sanh diệt tại vì sao nói nó là bất sanh bất diệt Vì đồng thời Sanh diệt đồng thời Phật ở trên kinh Dùng ti chớp để làm thí dụ là nói tốc độ của nó quá nhanh vấn đề này vì sao chúng ta ở trong kinh hoa nghiêm sẽ giải thích rõ tường tận thế nhưng sống của chúng sanh hữu tình phát ra mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với sống của thực vật Chúng ta đọc thấy ở trên kinh Phật nói Y báo chuyển theo chánh báo Câu nói này rất khó hiểu Y báo là môi trường vật chất của chúng ta Môi trường sống của chúng ta Phật nói môi trường sống là đang chuyển đổi theo tâm của bạn Chuyển đổi theo ý nghĩ của bạn Rất khó hiểu Trên Kinh Lăng Nghiêm lại nói Nếu chuyển được cảnh thì đồng với Như Lai Chuyển cảnh là môi trường vật chất Có thể tùy theo ý muốn của bạn Phật nói như vậy Bạn là cùng với cảnh giới của chư Phật Như Lai rồi Khi chúng ta đọc thấy Những lời này trên Kinh Quả thật rất là mê hoặc Thực ra chúng ta dùng khoa học để chứng minh sẽ rất dễ hiểu Ngày nay nói chúng ta dùng sóng điện để làm thí dụ Hiện tượng nhiễu sóng điện Tất cả vật chất phát ra sóng yếu hay là dịu dàng Còn sóng của tư tưởng chúng ta Phát ra rất mạnh mẽ Biên độ dao động lớn sóng này có thể nhiễu sóng của vật chất sóng này của chúng ta phát ra mạnh sẽ trùm qua cả vật chất như vậy thì có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất kết cấu vật lý là sinh ra từ sóng bạn chỉ cần thay đổi được sống của nó Thì kết cấu vật chất Thậm chí là kết cấu của tinh cầu này Cũng sẽ thay đổi Quỹ đạo vận hành của tinh cầu Trong không gian cũng sẽ thay đổi Có thể sinh ra làn sóng lớn như vậy Sống của tất cả chúng sanh hữu tình Thì có thiện, có ác, có vô ký Chia thành ba loại như vậy Sống của tính vô ký có thể kết thành một khối với sống của tất cả vật chất. Nó vô cùng bình hòa. Đây là nhất chân pháp giới của chư Phật Như Lai. Sống của tất cả chúng sanh trong thập pháp giới có thiện có ác. Cho nên tạo thành sự biến đổi hiện tượng vật chất cực lớn chính bởi vì đạo lý này vì chân tướng sự thật này mà cổ thánh tiên hiền đặc biệt nhấn mạnh việc giáo dục đối với tất cả chúng sanh giáo dục nhà phật nói thấu triệt nhất Nói với chúng ta quan hệ giữa người với người Quan hệ giữa người với tất cả chúng sanh hữu tình Quan hệ giữa người với tất cả động vật Quan hệ với thực vật Quan hệ với khoáng vật Quan hệ với thiên nhiên Cuối cùng siêu diệt hơn nữa là quan hệ với trời đất quỷ thần Với nhất chân Pháp giới Trong Phật giáo là nói những sự việc này bạn đều hiểu rõ đều thông đạt rồi sau đó biết được tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới với mình là một thể là một không phải hai đã là một thể thì làm gì không có quan hệ chứ trên cơ thể chúng ta bất luận tế bào nào xảy ra vấn đề cũng sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu nó không phải khu trú một chỗ một cây kim rất nhỏ châm vào bộ phận nào bất kỳ trên da chúng ta thì toàn thân đều cảm nhận được cùng một đạo lý như vậy chúng ta khởi tâm động niệm thì tận hư không khắp pháp giới đều cảm nhận được Tại vì sao chúng ta không cảm nhận được vậy? Cơ thể chúng ta hiện nay bị tê liệt rồi. Đừng nói là khi kim châm vào bạn không biết, mà khi bị dao cắt bạn cũng không hay. Bị tê liệt rồi. Tê liệt chính là mê. Mê mà không giác, tê liệt rồi. Cơ thể của chư Phật Bồ Tát khỏe mạnh bình thường. Các ngài luôn ở trạng thái sáng suốt, cho nên hơi có một chút xíu đau nhất là các ngài đều biết. Vì vậy chư Phật Bồ Tát là người khỏe mạnh Người bình thường Chúng ta là người không bình thường Là người bị tê liệt rồi Chúng tôi lấy thí dụ này Thì các vị sẽ tương đối dễ hiểu Sau đó bạn sẽ khẳng định Và chân thật y giáo tu hành Sống này nó có sức mạnh lớn như vậy chính là ở trong khoảng cách này sống của bạn sẽ rất mạnh ở trong phạm vi này nó có thể trùm qua cả sống không bình thường sống của bạn áp đảo được nó có thể quấy nhiễu nó nó không thể quấy nhiễu được bạn vì sống này của bạn là thiện là tốt nên mặc dù nơi đó là có ác sống ác chiêu cảm nên tai nạn Sống thiện này của bạn mạnh hơn sống ác đó của họ Nên có thể hóa giải được tai nạn của họ Khiến cho tai nạn của họ không khởi hiện hành Đạo lý nó là như vậy Cho nên tu hành phải nghiêm túc Phải dùng tâm chân thành Lực này rất mạnh mẽ Tâm của người thế gian dùng là vọng tâm chúng ta dùng chân tâm dùng chân tâm là vô cùng vô cùng đáng quý bạn dùng chân tâm thì sức mạnh sẽ rất lớn bởi vì tâm mà tất cả chư phật bồ tát dùng là chân tâm tâm này của bạn giống như tâm của các ngài hay nói cách khác tần số dao động của bạn giống nhau sẽ tiếp thông được với các ngài tiếp thông ở trong phật pháp chúng ta gọi là gia trị người thế gian gọi là phù hộ tần số của bạn giống như các ngài mới có thể tiếp thông được chỉ mới nhận được sự giá trị nhận được sự phù hộ tần số của chúng ta khác với tần số của các ngài thì làm thế nào cũng không thể tạo nên cảm ứng được dù có tạo nên cảm ứng cũng chỉ dính một chút ở ngoài rìa được một chút xíu ảnh hưởng chứ không có câu thông trực tiếp được Những sự việc này dùng sóng điện để nói thì các vị sẽ rất dễ dàng thể hội. Chân tâm thì quyết định không có vọng tưởng. Kinh Lượng Đại Tiểu Thừa, bạn xem Phật đã hết lòng, hết dạ, dùng muôn ngàn lời nói, vô số lần khuyên chúng ta phải đoạn trừ vọng tưởng. Nhất định phải bắt tay làm từ đoạn phiền não. Trong vọng tưởng, chấp ngã là vọng tưởng căn bản nhất. Chấp trước cái thân này là ta. Đây là gốc của vọng tưởng. Như vậy phải tu cái gì? Thân không phải là ta thì cái gì là ta? ta có chứ không phải không có tận hư không khắp pháp giới là ta phật nói lời này mọi người không tin không những người bình thường nghe xong không tin mà người xuất gia học phật học cả đời rồi học đến già đến chết rồi họ vẫn không tin nếu như họ tin thì họ đã thành phật rồi tại vì sao họ không thể thành phật được vậy vì họ không tin tại vì sao nói tin thì họ đã thành phật rồi vì tin thì họ sẽ chứng được pháp thân thanh tịnh pháp thân thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới là một thân thân này gọi là thể một thể các vị thường hay nghe thấy trong phật pháp nói vô duyên đại từ đồng thể đại bi nói chữ đồng thể này như thế nào tận hư không khắp pháp giới chính mình là cùng một thể chính là mình trong thiền tông thì nói mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh mặt mũi xưa đây là gì chính là pháp thân thanh tịnh Pháp thân đâu có sanh diệt Pháp thân không có tướng Nhưng có thể hiện tất cả tướng Chư Phật Bồ Tát không có thân Nhưng có thể hiện tất cả thân Chúng ta hiểu rõ rồi Phải thật làm mới được Đây chân thật mới là chính mình Cho nên Phật Pháp học đến cuối cùng Đã làm việc gì vậy? khôi phục lại mặt mũi xưa nay của mình mà thôi ngoài việc này ra thì chẳng có được gì cả đúng như lời trong hội lăng nghiêm nói viên mãn bồ đề cuối cùng không có gì để được chỉ là khôi phục mặt mũi xưa nay của chính bạn mà thôi đây là thật không phải là giả cho nên khế nhập cảnh giới này bạn nhìn thấy chúng sanh được vui là chính mình đang được vui chúng sanh thọ khổ chính là mình đang thọ khổ tâm từ bi đó không phải miễn cưỡng nó sinh ra một cách tự nhiên vì sao vậy hư không pháp giới với mình là một thể tuyệt đối không có khác biệt Đây là trong đoạn kinh văn này Tôi bổ sung một chút ý nghĩa này Hy vọng các vị đồng tu Nghiêm túc suy ngẫm thế hội cho thật kỹ Ngay đời này thế nhập được cảnh giới của Phật Là rất may đây cũng là sự kỳ vọng của chư phật bồ tát đối với chúng ta cho nên kinh điển chúng ta phải có niềm tin tin được hiểu được thật sự có thể hiểu được cuối cùng phải thực hành phải biến kinh điển thành tư tưởng kiến giải hành vi của mình kinh điển chính là mình mình chính là kinh điển Đây gọi là tu hành Chứng quả Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Năng ư thập trai nhật Mỗi chuyển nhất biến Hiện thế lệnh thử cư Gia vô chư hoạch bệnh Y thực phong ích thích hiện thế phước lợi ở trong khoa đề nhỏ này chữ thích là giải thích hiện nay bạn có được phước có được sự lợi ích chúng ta xem chỗ này khác với phía trước chỉ có một chữ phía trước nói đọc thị kinh chỗ này nói chuyển nhất biến phía trước dùng chữ đọc Chỗ này dùng chữ chuyển Chỗ này không có dùng chữ đọc Không phải nói Năng ư thập trai nhật mỗi đọc nhất biến Thế nào gọi là chuyển Khác biệt giữa đọc và chuyển Ở chỗ nào Đọc là nói từ trên nhân Nói từ trên tu nhân Chuyển là nói từ trên quả Sau khi bạn đọc rồi Thì ý nghĩ của bạn sẽ chuyển đổi Tư tưởng của bạn chuyển đổi Hành vi của bạn chuyển đổi Vì chuyển đổi vậy thì Tai nạn sẽ chuyển đổi thành phước Nếu như bạn học Phật mà không chuyển trở lại được Thì tai nạn vẫn cứ xảy ra Bạn vẫn phải thọ nhận tai nạn Chữ này là chữ mấu chốt ở chỗ này Chuyển phải chuyển từ trên tâm Chuyển từ trên hành vi Ý nghĩa này rất sâu Cho nên đọc tụng nhất định phải hiểu nghĩa Tại vì sao phải giảng kinh này? Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa còn tại thế Giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Phải giảng rõ ràng, giảng minh bạch để cho người nghe giác ngộ Hiểu rõ Sau khi hiểu rõ rồi Thì tư tưởng quan niệm hành vi của họ sẽ chuyển trở lại Chuyển ác thành thiện Chuyển ô nhiễm thành trong sạch Về chuyển trên nhân thì đương nhiên trên quả Liền chuyển ngay đây chính là Nếu chuyển được cảnh Thì đồng như lai Bắt đầu chuyển cảnh từ đâu vậy? Chuyển cảnh từ trên tâm Hiện nay nói là sống tư tưởng của chúng ta Hãy chuyển từ trên sống tư tưởng Trước đây tư tưởng của chúng ta Đều là tự tư tự lợi Đều là tham sân si mạng Đều là hại người lợi mình Đều là loại sống này Hiện nay sống này của chúng ta chuyển đổi rồi Chúng ta khởi tâm động niệm Vì lợi ích chúng sanh Xá mình vì người Sống phát ra đều là đại từ đại bi Thanh tịnh vô nhiễm Thì sao họ không chuyển hoàn cảnh cho được chứ Cảnh giới vốn dĩ không có thiện ác Vốn dĩ là thanh tịnh nói lời thành thật vốn dĩ là tịnh độ tại vì sao tịnh độ lại biến thành ngũ trượt ác thế là do ý nghĩ ác của chúng ta làm thay đổi hoàn cảnh đây là đạo lý mà phật dạy cho chúng ta chúng ta càng suy nghĩ lời của phật dạy thấy thật sự càng có lý bản thân chúng ta thí nghiệm thử xem quả thật có hiệu quả cho nên nhất định phải phụng hành mới có thể được lợi ích pháp sư thanh lương giảng giải kinh hoa nghiêm cho chúng ta Ngài là dùng bốn cương lĩnh tính giải hành chứng này để giới thiệu với chúng ta. Bốn chữ này phải làm đồng thời. Không được có trước sau. Có trước sau thì hiệu quả sẽ rất chậm chạp. Hiện nay tai nạn ập lên đầu. Dùng loại cách thức chậm chạp này sẽ không kịp Cho nên phải làm đồng thời Ngày nay cư sĩ Lâm Chúng ta là dùng cách thức này Giảng đường của chúng ta Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ Một năm 360 ngày Mỗi ngày không gián đoạn Đây là tính giải hằng ngày trong niệm phật đường niệm phật không gián đoạn đó là hành chứng chúng ta ngày nay tính giải hành chứng tiến hành đồng thời giải môn giúp cho hành môn hành môn giúp cho giải môn giải hành bổ trợ cho nhau thì hiệu quả sẽ rất lớn thực sự y giáo phụng hành thì lợi ích công đức không thể nghĩ bạc chúng ta phải tin cho thật sâu kinh là kinh ở trong tâm của chính chúng ta kinh của thế tôn là lưu xuất ra từ trong chân tâm chân tâm của thế tôn chính là chân tâm của chúng ta tâm là cái tâm hiện tại hai mà không phải hai cho nên lợi ích công đức của họ không thể nghĩ bạc hiện thế mà chỗ này nói chính là chỗ ở của chúng ta hiện nay bình an hạnh phúc không có bất kỳ tai nạn nào được cơm no áo ấm có thể được hiệu quả này hiệu quả này là hiệu quả rất nhỏ đâu có lý nào không đạt được chứ xem tiếp kinh văn dưới đây thị cố phổ quản nương tri địa tạng bồ tát hữu như thị đẳng Bất khả thuyết Bách thiên vạn ức Đại quy thần lực lợi ích chi sự Đây là tổng kết Bồ Tát Địa Tạng Ba chữ như thị đẳng này Là tổng kết đủ thứ lợi ích của tính thọ phụng hành mà phía trước nói quy kết về oai thần của bồ tát địa tạng gia trì bồ tát địa tạng là pháp đại biểu là tượng trưng nội dung đích thực của ngài chính là kho báu vốn đầy đủ ở trong tự tánh chúng ta kho báu trong kinh điển thường nói tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng đức là nói đức tướng nhất chân pháp giới y chánh trang nghiêm đó là đức tướng năng là năng lực đại uy thần lực mà chỗ này nói những thứ này vốn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta không những bộ kinh này mà tất cả kinh phật nói đều là năng lực vốn có đầy đủ trong tự tánh lìa khỏi tự tánh thì không có một pháp nào để được từ đó cho thấy đọc kinh là đứng trước phật bồ tát dùng tâm chân thành cung kính thì có thể khai phát tự tánh khiến cho tánh đức của chính mình cũng có thể hiện tiền vậy là hiện tượng sống của chúng ta có thể nói liền với chư phật bồ tát tần số giống nhau rồi vào lúc này hết thảy mọi thứ nghi ngờ lo lắng của chúng ta mới có thể dứt hết được đoạn nghi mới sinh lên niềm tin chân chánh được niềm tin là thành tựu phật sự phật sự chính là sự nghiệp lợi mình lợi người niềm tin là cội nguồn lời trong kinh hoa nghiêm nói niềm tin là cội nguồn của đạo là mẹ của các công đức đạo chính là đạo thành phật chuyển phàm thành thánh đạt đến cứu cánh viên mãn của thánh là thành phật tính là cội nguồn công đức là lợi mình lợi người lợi mình lợi người đạt đến cứu cánh viên mãn cũng phải xây dựng từ trên niềm tin chúng ta ngày nay làm mà làm chưa đủ làm không được viên mãn nguyên nhân ở chỗ nào vậy nguyên nhân là chưa có xây dựng niềm tin không đủ niềm tin không đủ niềm tin là bởi vì hiểu chưa đủ thấu triệt về chân tướng sự thật Cho nên giải có thể giúp cho tính Tính có thể giúp cho giải Hành có thể giúp cho tính Tính có thể giúp cho hành Tuy nói bốn chữ tính giải hành chứng Nhưng thực ra nó là một sự việc Trong mỗi chữ như định hàm nhiếp Ba chữ khác Nếu như không hàm nhiếp ba chữ khác Thế thì không thể gọi là tính Trong tính nếu không có giải Không có hành, không có chứng Thì không gọi là tính được nếu như trong giải không có tính không có hành không có chứng như vậy thì không gọi là giải phật pháp là viên dung viên tu viên chứng thì tiến triển sẽ nhanh phía dưới nói diêm phù chúng sanh ư thử đại sĩ hữu đại nhân duyên Diêm phù là nói thế giới này của chúng ta Trái đất này của chúng ta Những chúng sanh trên trái đất chúng ta Có nhân duyên lớn Đối với Bồ Tát Địa Tạng Có duyên Gặp nhau sẽ vui vẻ Không có duyên Thì rất khó tiếp nhận Sự thật này chúng ta cũng có thể Thể nghiệm được ở trong đời sống Như chúng ta đến một nơi xa lạ Đặc biệt giống như đi tham quan du lịch Lần đầu tiên đến tham quan nơi đó Chúng ta gặp rất nhiều người Có người vừa nhìn qua thấy rất dễ chịu Rất vui vẻ Có người vừa nhìn qua liền thấy chán ghét Dù xưa đây chưa có giao thiệp với họ bao giờ tại vì sao lại có hiện tượng này hiện tượng này là do duyên của nhiều đời trước nhìn thấy ưa thích chúng ta nhìn họ cũng ưa thích họ nhìn thấy chúng ta cũng ưa thích đây là có thiện duyên nhiều đời chúng ta vừa nhìn cảm thấy khó chịu họ nhìn thấy chúng ta cũng thấy khó chịu là do ác duyên đời trước có thể trong đời này chúng ta chỉ có thời gian mấy giây mấy phút như vậy cả đời chỉ có thể gặp nhau có một lần này rất khó gặp nhau lần thứ hai sự việc như vậy quá nhiều quá nhiều rồi tuy có duyên mà duyên rất mỏng cả đời mới gặp một lần duyên cả đời mới gặp một lần thời gian vô cùng ngắn ngủi chúng ta có thể hiểu được do có nhân duyên nhiều đời còn một loại tình trạng nữa cũng có thể chứng minh chúng ta chắc chắn có đời quá khứ là chúng ta đến du lịch một nơi nào đó xưa nay chưa từng đến nơi nào đó bao giờ thực sự là lần đầu tiên trong đời đến nơi này nhưng bỗng nhiên cảm thấy hoàn cảnh ở đây rất quen thuộc giống như đã từng biết rồi vậy nguyên nhân gì trong đời quá khứ bạn đã từng ở nơi này nếu không như vậy thì làm sao bạn thấy rất quen thuộc chứ chưa bao giờ có ai giới thiệu thì làm sao bạn thấy rất quen thuộc được chứ chứng minh con người chắc chắn có đời trước tôi có một vị đồng tu là cư sĩ thái văn hùng ở tiểu bang texas mỹ ông kể lại nhân duyên học phật của mình thật sự thể hội được Có đời quá khứ Ông biết rồi Có một lần ông cũng là ngẫu nhiên Lái xe Bị lạc đường ở San Francisco Đi đến một thị trấn nhỏ Xưa nay chưa bao giờ đi qua thị trấn này Ông bỗng nhiên cảm thấy thị trấn nhỏ này rất quen thuộc Đường này cần phải đi như thế nào Và lái xe đi gọi nhiên không sai chút nào sau đó càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ nếu như đời trước không phải từng sống qua ở nơi đó thì sao ông có thể biết được chứ làm sao có ấn tượng sâu như vậy nhất định là đã sống ở nơi đó rất nhiều năm nên ấn tượng của ông mới sâu sắc như vậy đây là đích thân ông kể cho tôi nghe có lẽ đời trước không có làm việc xấu gì nên đời này lại đầu thai được thân người cho nên chân thật là con người có đời quá khứ còn quá khứ thì có đời sau đây là nói chân tướng sự thật của nhân quả luân hồi rất nhiều người từng trải qua bản thân chúng tôi cũng có loại trải nghiệm này nhưng không có rõ ràng Không có sâu sắc Như cư sĩ Thái như vậy Không có Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Thị chư chúng sanh Văn Bồ Tát danh Kiến Bồ Tát tượng nải chí văn thị kinh tam tự ngũ tự hoặc nhất kệ nhất cứu giả hiện tại thù diệu an lạc vị lai chi thế bách thiên vạn sanh thường đắc đoan chánh sanh tôn quý gia đây là khen ngợi hết sức nói rõ lợi ích của việc nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng văn tự trong kinh điển đơn giản hàm nghĩa sâu rộng văn bồ tát danh kiến bồ tát tượng thậm chí là tiếp xúc được bộ kinh điển này Thì mỗi người Được lợi ích Có sâu cạn khác nhau Có một số người Hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua Phật Pháp Giống như hiện nay Đi tham quan du lịch đặc biệt là đi tham quan đến trung quốc đi tham quan du lịch trung quốc tham quan chùa chiền là trọng điểm của đoàn du lịch người nước ngoài cũng vô cùng thích xem phần lớn họ là tín đồ cơ đốc giáo tín đồ thiên chúa giáo và có nhiều tín đồ tôn giáo khác nữa không biết gì về phật pháp nhờ đi tham quan du lịch mà nhìn thấy những tượng phật này nhìn thấy tượng bồ tát đương nhiên họ không có niềm tin thậm chí họ còn cho rằng cái này là mê tín Người trình độ cao một chút Họ xem cái này là tác phẩm nghệ thuật Xem nó như tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức Có lợi ích hay không? Có Đúng như lời trong Phật Pháp nói Vừa qua căng tay Dính diễn thành hạt giống đạo Ý nghĩa của vừa qua căng tay Cũng giống như Vừa qua căng mắt vậy Căng tai là nghe thấy âm thanh niệm Phật hiệu Nghe thấy âm thanh đọc kinh Đó là căng tai Nhìn thấy hình tượng tượng Phật Bồ Tát Đây là căng mắt Nó dĩ nhiên trở thành hạt giống đạo trong A Lại Gia Thức Bất luận là cố ý hay vô ý bất luận là tán tháng hay là phỉ bán đều trở thành hạt giống kim can là sợ cả đời họ không có duyên tiếp xúc được thế thì vô cùng đáng tiếc dù họ phỉ bán cũng chẳng sao họ thật sự tiếp xúc được nếu phỉ bán thì họ phải thọ quả báo của phỉ bán sau khi thọ xong quả báo rồi tương lai có duyên gặp được trở lại họ sẽ tin họ có thể được độ rồi từ đó cho thấy kết pháp duyên với chúng sanh đây là việc tốt nó thật sự là việc tốt đứng đầu trong pháp thế gian và xuất thế gian khi rộng kết pháp duyên không nên có bất kỳ băn khoăn gì không nên cho rằng đây là không tôn trọng hình tượng phật bồ tát sẽ tạo đủ thứ tội nghiệp, nghĩ như vậy là bạn không dám động rồi. Vậy làm sao bạn có thể kết duyên với chúng sanh được chứ? Người khởi tâm tôn trọng, khởi tâm kính ngưỡng đối với hình tượng Phật Bồ Tát. Đó là đã vào được cửa rồi. Chúng ta phải tôn trọng đối với hình tượng Phật Bồ Tát Dùng tâm cung kính cúng dường Nhưng chúng ta giới thiệu cho người khác Thì bạn không nên có những băn khoăn này Giới thiệu cho người khác là gieo hạt giống Phật Vào trong A là gia thức của họ Cho dù là họ phỉ bán làm nhục cũng không sao cả Phật Bồ Tát làm gì có lý nào chê trách chứ Nếu chê trách thì các ngài là phàm phu Chứ không phải là thánh nhân rồi Tuyệt đối không gỡ trách Cho nên thời hiện đại chúng ta có khi nhìn thấy trên giấy bao bì có in hình ảnh Phật Bồ Tát, trên báo thường thường cũng có in danh hiệu Phật Bồ Tát, cũng có hình ảnh Phật Bồ Tát. Có một số đồng tu nhìn thấy tình trạng này đến hỏi tôi phải làm thế nào, giấy báo này có dứt bỏ được không? Chúng ta phải xử lý như thế nào? Họ rất là hoang mang. Đây là khởi ý phân biệt chấp trước nên biết Làm trên báo là kết duyên Kết pháp duyên Đã gieo thiện căn Với rất nhiều chúng sanh Chúng ta gặp phải như vậy Phải xử lý như thế nào Là hãy nhìn lại chính mình Nếu như trong nhà bạn có chỗ để, bạn có thể cắt hình Phật, Phật hiệu trên báo đó xuống. Hoặc là dán nó ở trong một quyển tập. Làm kỷ niệm cũng là việc làm tốt. Nếu như không muốn làm như vậy thì xử lý như giấy báo bình thường cũng được. Không nên chấp trước Không nên so đo Đặc biệt là ở thế gian này Người tạo ác rất nhiều Nên danh hiệu và hình ảnh của Phật Bồ Tát Càng phổ biến càng tốt Do phát tâm khác nhau Tâm này của chúng ta là tâm lợi ích tất cả chúng sanh hy vọng tất cả chúng sanh gieo trồng hạt giống phật bồ tát đây là việc tốt không nên nghĩ đây là việc không cung kính mà đoạn mất cơ duyên này như thế thì quá đáng tiếc lợi ích mà chỗ này nói vô cùng rõ rệt người được lợi ích như chúng ta hãy thuận theo tâm của họ thuận theo nguyện của họ nếu như họ có thể hiểu được hành được thì lợi ích sẽ rất thù thắng lợi ích sẽ rất lớn họ nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng không hiểu cũng không hành được thì lợi ích này sẽ lưu giữ lại trong a lại gia thức của họ hiện tiền không thể được lợi ích hiện tại thù diệu an lạc họ không đạt được đến khi nào họ có thể đạt được lợi ích vậy đời sau họ có duyên này có duyên gặp được trở lại khi gặp được trở lại nếu như duyên đó thù thắng gặp được thiện tri thức gặp được bạn đạo cùng tham cứu tốt đến để giúp đỡ họ họ hiểu được hành được thì lợi ích an vui thù thắng của họ mới có thể hiện tiền cho nên chỗ này không có mê tín nhân duyên khác biệt ở trong đây là vô lượng vô biên chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này biết rõ những chân tướng sự thật này khi có người đến hỏi thì chúng ta có thể giải đáp cho họ giúp họ đoạn nghi sanh tính cái duyên nghe danh hiệu nhìn thấy hình ảnh này chúng ta tự mình suy nghĩ thật kỹ xem trong đời quá khứ thậm chí là những kiếp lâu xa về trước chúng ta đã gieo xuống rồi nên đến đời này chúng ta mới gặp được duyên duyên đã chín mùi Cho nên Nhìn thấy bộ kinh này Họ có thể sanh tâm ưa thích Càng đọc Càng quan hỷ Hiểu được cũng thấy thích Không hiểu được cũng thấy thích Là duyên sâu dày Duyên nhất định là được gieo xuống Nhiều đời rồi Không thể là ở trong đời này Vừa tiếp xúc liền sanh tâm ưa thích được Không có đạo lý này hiện nay có rất nhiều đại chúng tiếp xúc không thể sanh tâm ưa thích vì không phải giống như tình trạng của chúng ta trong đời quá khứ sao chúng ta là người từng trải nên hiểu rất rõ đã từng trải nhiều đời nhiều kiếp nay thành tựu rồi hiện nay chúng ta giúp họ gieo nhân chúng ta biết rất rõ cũng cần phải trải qua nhiều đời sau nữa duyên mới chín mùi Họ mới có thể được độ Trong tâm của người thế gian nghĩ Thời gian này quá dài rồi Nhưng thật sự ở trong chân tướng sự thật Thì thời gian là giả Không có thời gian Thời gian và không gian Đều là khái niệm trừu tượng Hoàn toàn không phải là sự thật Trong Kinh Hoa Nghiêm nói niệm kiếp viên dung một niệm có thể kéo dài nó thành vô lượng kiếp vô lượng kiếp có thể rút ngắn nó lại thành một niệm trong kinh đại thừa thường nói mười đời xưa nay không lìa một niệm chính là đạo lý này chúng ta chưa có nhìn thấy chân tướng là giống như chúng ta xem phim vậy chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh đó trên màn ảnh không có nhìn thấy phim âm bản ở phía sau máy chiếu phim trên màn ảnh có trước có sau nếu như thử xem phim âm bản trong máy chiếu phim lấy hết nó ra thì không có trước sau Từ đó cho thấy Chúng ta nhìn thấy có thời gian Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai Là do trong ảo giác Nhìn thấy huyễn tướng Bạn muốn xem Và hiểu rõ chân tướng của nó Như thế thì giống như Bạn nhìn thấy phim âm bản Ở trong máy chiếu phim vậy Không có trước sau Cho nên giúp chúng sanh gieo trồng thiện căn tu hạnh bồ tát thành bồ tát đạo là công việc chúng ta cần phải làm hơn nữa phải làm thật tích cực hãy giúp đỡ mọi người một cách vô điều kiện ở trong đây không có phân biệt không có chấp trước làm với tâm thanh tịnh làm với tâm bình đẳng làm như vậy thì công đức tự nhiên sẽ viên mãn ngay lợi ích mà trong kinh nói là bách thiên vạn sanh thương đắc đoan chánh sanh tôn quý gia đây là điều mà hầu hết người thế gian đều mong cầu đây chỉ nêu ra một thí dụ này mà thôi lợi ích công đức đích thực còn thu thắng hơn điều này rất nhiều Pháp Sư Thanh Lương Ở trong chú giải đoạn kinh văn này Chú giải rất hay Ngài trích dẫn lời trong kinh điển nói Thì tương đối sâu hơn một chút Thế nhưng chúng tôi ở trong các buổi giảng Cũng đã nói rất nhiều rồi Nếu như các vị hiểu được ý nghĩa này Khi xem chú giải của Ngài Sẽ không khó hiểu Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật